Kiểu thằng em này con mẹ mày. Yo, nói sao kêu sao đi ăn cắp lấy cái tô mày, sao tao vào đây, sao kêu bằng mày, giống mày là giống gì tao nghe không được vậy. Ngạc nhiên hả con, bao tao dài thòn, tụi mày đi đó để biết cách gì để tao mà cứ nói về đường mòn. Trình độ thì thấp bé, quyết định mày lớn thì cứ đi đi rồi mày cũng bị đập té dốc. Nhóc con, anh xử thì như thằng 17, thằng 13, cứ là mày hay cứ ngồi đó mà cười kệ như người ta.